Ủa mẹ, con có biết là ở nhà đã xảy ra chuyện rồi không? Hôm qua Trang ở nhà mệt mỏi quá cho nên là con dẫn Trang ra đây cho Trang thoải mái thôi mà. Dù gì đi chăng nữa thì con cũng không nên bỏ về giữa chừng trong cuộc họp. Con lớn rồi, đâu phải con nít đâu Nam. Ủa, hôm qua anh đang họp mà anh đi về luôn á hả? Nghiêm trọng hơn là cái cách nói của Mai Lan. Nó nói với bà nội con á là Bảo Nam bỏ về giữa chừng là do con. Con kêu Bảo Nam về. Đã vậy nguyên đêm hai đứa không về, làm cho bà nội rất là giận. Sao nhà mình lúc nào cũng tràn ngập drama vậy ta? Drama hay không á là do con. Con phải biết khéo léo xử lý mọi việc. Con phải biết cân nhắc bên nào nặng, bên nào nhẹ. Đàn ông phải lo sự nghiệp là quan trọng nhất chứ. Không nên để những cái việc nhỏ ảnh hưởng. Thật ra lúc con đi á thì cũng biết có Mai Lan ở đó. Mai Lan có thể sắp xếp hết tất cả mọi chuyện. Có con hay không thì cũng có quan trọng, có ảnh hưởng gì đâu. Con á nha, lúc nào cũng Mai Lan, Mai Lan. Con quá phụ thuộc cho Mai Lan rồi đó. Con đừng có kỳ vọng nhiều quá ở Mai Lan nha. Có ngày con sẽ hối hận đó. Thôi. Theo mẹ nghĩ hả, Mai Lan nó không đơn giản một chút nào hết á. Mẹ đừng khắt khe với Mai Lan quá. Con thấy là Mai Lan rất là yêu thương bà nội và chăm sóc chu toàn cho gia đình mình mà. Ừ, Mai Lan nó chu toàn lắm. Tại vì nó có mục đích. Con biết mục đích của nó là gì không? Đó chính là làm vợ của con, làm chủ của khách sạn này. Còn con nữa, nếu như mà con thương Bảo Nam thì con phải là người đứng sau lưng, là hậu phương vững chắc, giúp đỡ cho nó để phát triển sự nghiệp. Đừng bao giờ để những cái việc này ảnh hưởng tới nữa. Hiểu không? Dạ, con biết lỗi của con rồi. Con sẽ không để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa. Con xin lỗi. Rút kinh nghiệm đi. Một chút nữa về nhà gặp bà nội, thành khẩn xin lỗi bà nội. Rồi con nói lý do là ngày hôm qua con đi khám thai, bác sĩ nói là cái thai đang yếu. Con sợ là về nhà nói cho bà nội biết thì bà nội lại la con, cho nên là con đi qua đây để con dưỡng thai. Dạ. Còn con nữa, đi về khách sạn ngay lập tức. Ngày hôm nay con phải lo cho cái đoàn khách VIP, có cuộc họp với lại có buổi tiệc luôn đúng không? Dạ, đúng rồi mẹ. Hai đứa chuẩn bị về nhanh đi, mẹ chở ngoài phòng khách đó. Dạ. Dạ, bà ăn đi cho nóng. Mẹ con mới về. Dạ. Thưa bà, con mới về. Cũng biết là có cái nhà đang về đó hả? Dạ. Con xin lỗi bà. Là do hôm qua cái tôi của con cao quá nên con đã giận chuyện ba con mang đồ ăn qua mà lại bị đổ bỏ. Con không nghĩ tới chuyện bà đang lo lắng cho hai mẹ con, mà con chỉ nghĩ tới cảm xúc riêng của con thôi. Giờ con và anh Nam cùng nhau quyết định là ở ngoài đến khi nào con bình tĩnh lại. Dạ, điện thoại của con thì hết pin nên là hôm qua con không có liên lạc được với gia đình. Còn anh Nam thì có nhắn tin với cô Phượng, nói là tụi con đã an toàn rồi. Con xin lỗi đã làm cho bà phiền lòng. Dạ, còn anh Nam thì ảnh đi làm rồi. Con xin phép được thay mặt anh Nam, con hứa với nội, tụi con sẽ không hành xử như những đứa trẻ con nữa. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, con cảm ơn bà. Cảm ơn mẹ. Là hứa đó phải không? Dạ. Lần trước có ký kết một lần, có thỏa thuận, nhưng mà sau đó là trả lại là đứa nhỏ trong bụng. Lần này hứa vậy, có tin được không? Dạ, lần trước con ký kết thỏa thuận đó là do con đang trong một cái hoàn cảnh rất là ngặt nghèo. Nhưng mà bây giờ con đã có con rồi, con phải sống làm sao
để cho con noi gương con, đúng không nội? Con biết lỗi đến nỗi mà sáng giờ con chưa có ăn gì hết, con vội vàng chạy về đây để con xin lỗi nội. Nội ơi, nội ăn cái gì á, nội cho con với cháu cố của nội ăn với. Cháu cố của nội đói lắm rồi. Chị Năm à. Dạ. Là cháo bồ câu hầm hạt sen đó cô Trang. Dạ con cảm ơn chị Năm. Bà dặn tôi á là hầm bồ câu với hạt sen này nè, cô về á cô ăn cho nó bổ đó. Nội, con tưởng là nội giận con, ai ngờ nội lo cho con với cháu cố à. Con cảm ơn nội. Ồn ào quá, yên lặng mà ăn đi. Con mời mẹ ăn. Con mời nội và cô ăn. Từ rày về sau mà có thèm cái gì á thì nói với cô Phượng, hay là nói với chị Năm á, chị nấu cho ăn. Nhà mà không nấu được á thì đặt nhà hàng, không có để ba phải làm mất công vậy rồi phải đem qua nữa nha. Dạ. Mà nè, phải kiếm sách vở rồi đọc vô. Những cái sách mà người ta chỉ với mình á, cái gì cần ăn, cái gì không nên ăn, cái gì tốt cho mẹ, cái gì tốt cho cháu bé, những cái đó cần á nha. Dạ, con sẽ đặt sách ở trên mạng á, về dinh dưỡng khi mang thai, rồi con sẽ tìm hiểu thêm các bạn. Ở nhà có bà nội nè, rồi có cô nữa, con không hiểu gì, không biết gì á, con cứ việc hỏi. Cả bà nội với cô đều là những người mẹ thâm niên, đúng không mẹ? Trời ơi, giờ nó nói nó ra tiệm nó mua sách á, rồi chút nữa nó quên, con này nó không có nhớ đâu. Dạ có, con quan trọng lắm á bà. Mẹ con mất sớm nên đâu có ai dạy bảo cho con những chuyện này đâu. Giờ có nội với cô, con mừng lắm á. Dạ thôi, con quên, nãy giờ nói chuyện không à, cháu nguội rồi. Nội với cô ăn đi. Mà đúng là ăn không có được nói chuyện hết nội. Con nghe nè ba. Sao để người lớn tìm loạn xạ với con? Nhà mình á là bị thằng Vinh nó hốt tới từ cha tới con rồi. Trời ơi, mỗi lần mà nghe con mất tích rồi là ba lạnh sống lưng á, con biết không? Ba yên tâm đi, có Nam bảo vệ con rồi. Thôi 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 thôi, con đừng có nhắc tới cái thằng công tử bột đó. Nó ngoài cái chuyện đẹp trai với có tiền á, làm sao nó đọ sức lại với cái thằng máu lạnh kia. Dạ, vậy thì con sẽ tự giữ an toàn cho mình. Con xin hứa là từ nay về sau con sẽ không để người lớn lo lắng nữa. Con xin lỗi ba. Vậy thôi ha ba, con đi vô nhà. Cháu ngoại và con xin chào ba. Nội đang nhớ ba của anh Nam hả nội? Cái lúc mà Thái nó còn sống, đối với bà nội nó là tất cả, nó là lẽ sống, nó là những thứ mà nội yêu thương, nội quý nhất trên cuộc đời này. Nhưng rồi ông trời bắt nó đi. Nội hụt hẫng, nội mất hết, tới mức mà nội cảm giác là tại sao Thái nó lại đi sớm như vậy? Tại sao người ra đi không phải là nội mà lại là con trai của nội? Tự nhiên tự nhiên đang nói chuyện vui rồi cứ khóc, kỳ cục quá. Nội,
Con hiểu cảm giác của nội mà. Tại vì con cũng có mẹ. Lúc mà mẹ con còn sống á, mẹ thương con lắm. Cái ngày mẹ mất, con hụt hẫng, con đau đớn lắm. Ngày nào con cũng nhớ tới mẹ con. Nội biết không, lúc con bệnh á, phải chỉ có mẹ chăm sóc cho con. Bây giờ con làm được tiền rồi, mà con muốn mua cho mẹ con cái áo hay là một bữa ăn ngon cũng không được nữa. Con cảm ơn nội. Sao mà mẹ con mất vậy? Dạ, mẹ con lúc đó bị bệnh, ba của con cố gắng chạy tiền để lo cho mẹ, nhưng mà mẹ cũng không qua khỏi. Mẹ, 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 khách sạn có chuyện rồi mẹ. Chuyện gì?